sinh đỏ lần thứ 8 năm 2020 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 2 tháng 8 tại 42 tỉnh, thành phố. Chương trình đã khởi động rực rỡ tại miền non nước hữu tình Cao Bằng với 690 đơn vị máu được tiếp nhận. Ở phía Nam Tổ quốc, Kiên Giang cũng tiếp tục tạo được tiếng vang với hành trình đỏ mini đi qua các thành phố Rạch Giá và 4 huyện. Ngày tiếp sau đó, các địa phương là Lai Châu, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hậu Giang, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bến Tre, Sóc Trăng, Gia Lai, Cần Thơ, Phú Yên, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Hòa Bình, Sơn La, Bắc Cạn, Kon Tum, Khánh Hòa, Bình Định cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Sắc màu của hành trình đỏ đã lan tỏa khắp mọi miền đất nước, kết nối hàng triệu trái tim nhân ái, từ địa đầu Móng Cái đến Tây Nguyên nắng gió, từ Tây Bắc hùng vĩ đến miền biển sôi động. Sau hơn một tháng tổ chức, từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7, hành trình đỏ năm 2020 đã đi được nửa chặng đường với 23 tỉnh, thành phố và gần 18.000 đơn vị máu được tiếp nhận. Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt.